Tiếp theo sẽ là phần giải đáp câu hỏi về Đạo Phật Thiền Tông. Trân trọng kính mời Thiền gia Ngọc Lâm và Thiền gia Anh Tuấn sẽ hướng dẫn phần đặt câu hỏi này. Xin kính mời hai thiền gia. Dạ, kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin có đôi lời lưu ý với các quý vị Phật tử và quý vị đặt câu hỏi trong ngày hôm nay như sau. Những vị được mời đặt câu hỏi đến ban trưởng ban là những vị đã đăng ký những câu hỏi của mình với bộ phận thư ký đoàn lúc sáng, hoặc là những người đại diện hỏi giúp cho những người đã đặt ra câu hỏi nhưng do điều kiện ở xa nên các vị ấy không đến tham dự trong buổi lễ giải đáp ngày hôm nay. Quý vị nào muốn đặt câu hỏi có thể ghi câu hỏi vào giấy và nộp đến bộ phận thư ký đoàn. Xin quy định chung là nếu câu hỏi nào mình đặt ra mà người trước mình đã hỏi rồi thì mình không phải đặt lại câu hỏi đó nữa, để tiết kiệm thời gian và công sức của mọi người. Sau đây chúng tôi xin được phép mời quý vị đã đăng ký câu hỏi lúc sáng sớm. Mở đầu xin mời anh Lê Phước Toàn, 31 tuổi, cư ngụ tỉnh Tây Ninh, bước vào vị trí để đặt câu hỏi. Vị thứ hai là Phật tử Phan Nữ Ngọc Xuân, 32 tuổi, cư ngụ ở tỉnh Đồng Nai, chuẩn bị ạ. Dạ, kính thưa bác nhân, cùng tập thể ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu và tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi giải đáp ngày hôm nay. Dạ, con tên là Lê Phước Toàn, 31 tuổi, hiện đang sinh sống tại Tây Ninh. Hôm nay đến với diễn đàn giải đáp Đạo Phật Thiền Tông lần thứ 3, con có một số câu hỏi xin hỏi bác nhân như sau. Câu hỏi đầu tiên, tôn giáo có nghĩa là gì? Tôn có nghĩa là tôn kính, giáo là lời dạy của các đấng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng hoặc là Đấng Chí Tôn. Đó là gọi là tôn giáo. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con được rõ. Dạ, câu thứ hai, tín ngưỡng có nghĩa là sao? Tín ngưỡng có nghĩa là sao? Tín là tin, ngưỡng là ngưỡng mộ. Mình tin và ngưỡng mộ vấn đề gì đó gọi là tín ngưỡng. Dạ. Cái những câu hỏi nào mà bác trả lời không có thuận thì con cứ hỏi tiếp ha. Dạ. Câu thứ ba, Đạo Phật có được xếp vào tôn giáo không? Đúng nghĩa Đạo Phật không xếp vào tôn giáo. Là sao? Một tôn giáo thì đầu tiên phải là Thượng Đế. Dưới Thượng Đế là thừa hành Thượng Đế và nhiều người tu theo mới gọi là tôn giáo. Còn Đạo Phật, chỉ ông Thích Ca chỉ là một người toàn năng toàn giác, đứng ra dạy 6 pháp môn tu, 5 pháp môn còn đi theo nhân quả luân hồi, có chứng có đắc nơi thế giới này. Và một pháp môn thứ 6 trở về Phật giới gọi là giải thoát. Vì thế mà Đạo Phật nếu mà xếp vào văn học thì Đạo Phật không xếp vào tôn giáo mà chỉ xếp vào một tổ chức tín ngưỡng thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, cho hỏi câu thứ tư, thánh là chỉ cho ai ở nơi trái đất này à? Thánh này nó có hai loại. Một loại là con người làm ra được cái hiện tượng lạ, ta gọi là thánh. Rồi một người ta đoán được quá khứ vị lai, ta gọi là thánh tiên tri. Đó, ở thế gian này nó phải hiểu. Nhưng bây giờ Đạo Phật Thiền Tông ra đời để chi nói rõ tất cả những danh từ của Đạo Phật từ xưa tới nay. Nhưng mà các môn đồ của Đức Phật chưa ai nói đúng một lần nào. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại. Nhưng mà tiếc rằng ở Việt Nam chúng ta 17.000 ngôi chùa, chưa có một ngôi chùa nào nói đúng cái tinh hoa nhân loại của Đạo Phật. Vì thế mà hôm nay Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ công bố quyền ký ra và đồng thời chuẩn hóa lại tất cả những danh từ của Đức Phật dạy. Năm 2019 là 2563 năm thì Chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có nhiệm vụ này. Rồi mời con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi kế tiếp là thần là chỉ cho ai ở nơi trái đất này? Thần là chỉ cho người có sức mạnh. Nó vì thần là chỉ cho người có sức mạnh, vì thế mà ta nói là ông đó mạnh như thần. Đây là cái bởi vì việc Chùa Tân Diệu nói về văn học mà nói bằng văn học khoa học chứ không phải nói mù mờ. Tuyệt đối Chùa Thiền Tông Tân Diệu không nói mù mờ bất cứ một danh từ nào. Con hỏi tiếp. Dạ, tiên là chỉ cho ai ở nơi trái đất này? Tiên là người nói về, một là nói về người nữ là đẹp, còn nếu mà người nào sung sướng ta gọi là tiên. Vì thế mà người ta nói cái ông bà này đẹp như tiên, sướng như tiên. Ý là nói con người ở thế gian này là ăn no không, đẹp đi chơi, gọi là người bà nó thành tiên. Chữ tiên ở thế giới này nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Đạo trời tu để được thành cái gì ạ? Đạo trời thì tu để thành trời. Mình ở đây mình mơ mộng trời đó thì mình còn mình theo đạo trời mình tu để nữa mình chết lên trời ở. Rồi có hỏi tiếp. Dạ đạo thần tu để được thành cái gì ạ? Đạo thần đó thì bây giờ mình chết thì nữa được phong thần. Phong thần rồi lên nữa, lên đó mình làm thần. Đó, bởi vì trong thế gian này lập rất nhiều đạo, ai thích cái gì thì vào đó tu. Rồi có hỏi tiếp. Dạ vậy đạo tiên tu để được thành cái gì ạ? Đạo tiên tu để được thành cái gì? Đạo tiên tu thành tiên. Ở đây thì người ta mơ mộng sống khi nào sao tôi chết rồi đó tôi lên ăn no ở không, sướng như tiên. Thì cái người tiên đó nó giờ ở đâu? Ở trái đất này ở đâu? Ở bồng lai tiên cảnh. Cho nên nhớ là các lục địa ở trong trên trái đất này, nơi nào lục địa lớn đều có cái bồng lai tiên cảnh hết. Rồi con hỏi tiếp. Dạ đạo thánh tu để được thành cái gì ạ? Thánh thì tu thành thánh. Cái này đơn giản thôi. Mục đích là muốn nữa làm thánh. Thành thánh này khi sống, khi chết á, thì ta muốn là có thần thông thì ta mới là tu theo đạo thánh. Rồi câu hỏi tiếp. Vậy đạo Phật tu để được thành cái gì ạ? Gốc đạo Phật là tu thành Phật. Nhưng mà cái đạo Phật á, bởi cái thế giới loài người này nó diệt cái tánh người tới 16 thứ. Vì thế mà Đức Phật mới chia ra làm 6 pháp môn. Pháp môn thứ 6 là giác ngộ giải thoát. Còn pháp môn số 1 là ngồi thiền quán tưởng. Nó có 37 pháp quán. Mà hồi nãy đó cái ban tổ chức đã có đọc rồi 37 pháp quán nha. Mà sau cùng pháp quán là để gì? Cao nhất là thành A La Hán. Còn cái pháp còn thứ 2 gọi là trung thừa, gọi là lý luận đó, mà ta gọi là triết lý đạo Phật, đạo Thích Ca, Phật Thích Ca đó, tu để làm giảng sư. Còn thứ 3 là tu đại thừa để làm kỹ sư, là suy tư hữu dụng vật chất để làm kỹ sư. Còn thứ 4 là tu niệm Phật để giảng sanh lên nước Cực Lạc, hưởng sung sướng tột cùng. Còn niệm chú, thứ nhất ở còn thế gian này nếu mà con đạt được thần thông thì con làm thần y trị bệnh rất hay. Còn sau chết mình có thần thì phải mất gia nhập vào loài thần, sau cùng mới được thần. Còn nếu mà đạo Phật bởi vì 6 pháp môn, ai mà hiểu được cái công thức cái pháp môn thứ 6 này, sau cùng là trở về Phật giới gọi là thành Phật. Mà nãy cái ban tổ chức đã có nói sơ qua rồi đó. Rồi con hỏi tiếp. Dạ cho con hỏi tiếp là Tổ Sư Thiền là chỉ danh của vị thầy nào ạ? Tổ Sư Thiền là nói đến danh mà đại diện Đức Phật nắm cái mạch nguồn Thiền Tông này, từ đời Đức Phật truyền đi theo dòng Thiền Tông đến đời Mạt Thượng Pháp để công bố ra cho toàn dân biết. Sở dĩ mà cái pháp môn đạo Phật Thiền Tông này là ban đầu nói không ai nghe hiểu được là sao, là cái pháp này nói thì phải chứng minh bằng khoa học, chứ ngày xưa nói về điện từ người ta không hiểu, nên không gian người ta không hiểu. Mà cái đạo Phật Thiền Tông là nói hoàn toàn bằng khoa học và cái mà loài người văn minh mới hiểu. Còn nếu có thời Đức Phật là thời kỳ đồ đồng nói cái này không ai hiểu. Vì thế mà không, Đức Phật không nói được. Vì thế mà mới chuyển đến thời kỳ Mạt Thượng Pháp. Mà cũng may mắn là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nắm được cái giáo lý này, phổ biến cái quy ký ra trước, giáo lý sẽ công bố sau. Mà còn cái ra được là không là tùy theo duyên coi nó có ra được không. Chứ bác cũng biết báo cho biết là cái giáo lý đạo Phật Thiền Tông là 9 đời Phật ra đời chưa có công bố ra được một lần. Là sao? Thế giới này gọi là thế giới vật lý, thế giới vật chất, mà giáo lý là nó phá toàn bộ cái vật chất, thành ra nó không thể tồn tại được cái thế giới vật lý được. Vì thế mà nó khó. Mà còn cái chuyện công bố được không, tôi chỉ có bổn phận là nhận được cái giáo lý quyền ký Đức Phật và phổ biến ra thôi, tìm cách phổ biến ra thôi. Thì phổ biến được ngày 14 tháng 5 2017, 3 cấp chính quyền của tỉnh Long An cho phổ biến và công bố ra rồi thì tôi cũng rất mừng. Thì cái đó là thành công bước đầu. Còn mà cái giáo lý có thể công bố được không là cái đó tùy theo cái duyên của nó, không nói trước được. Mời cháu hỏi tiếp. Dạ. Thiền sư là vị thầy như thế nào? Vị thầy như thế nào nó gọi là thiền sư? Thiền sư nó có hai cái dạng. Một cái dạng là ngồi thiền được lâu, suốt 5-6 tiếng đồng hồ mà không mệt, ông đó gọi là thiền sư. Còn một cái loại thiền sư nó gọi là thiền tông sư, nó thiếu chữ tông, nó là thiền tông sư. Thì những vậy là nắm được, hiểu được cái pháp môn thứ 6 Đạo Phật Thiền Tông, mà giải mã được tất cả 9 pháp môn tu, kêu bằng ngoại thiền, nội thiền, tà thiền, chánh thiền, nhất là thiền tông, còn phải nắm cho vững thì người này mới được gọi là thiền tông sư. Còn nếu người nào không nắm được cái này thì giả hoàn toàn, ta lợi dụng để ta kiếm tiền. Đó, thì con hỏi tiếp đi. Dạ. Xin cho con hỏi là ngũ nhãn của Đức Phật và công dụng như thế nào? Ngũ là 5, nhãn là con mắt. Mình ở đây không ai có đủ ngũ nhãn, mà một vị toàn năng toàn giác ta mới có cái ngũ nhãn được. Vì sao? Vì người ta thuộc được, kêu bằng thuộc đưa để sử dụng điện từ được. Bây giờ khoa học văn minh rồi mới hiểu được cái này. Thứ nhất cái nhục nhãn là cái nhãn con mắt thịt của mình mà nó sử dụng bằng điện từ âm dương, ai cũng có. Đây là căn bản, thế giới vật lý ai cũng có. Còn thiên nhãn thì cũng bằng con mắt thịt nhục nhãn này, nhưng mà ổng ghép được cái 5 màu sắc của điện từ âm dương, ổng quan sát được trong một tam giới, đó gọi là thiên nhãn. Vì thế mà thiên nhãn mới biết được trái đất này có 45 hành tinh có sự sống, và có hàng hà sa số hành tinh vật tư, đó là thiên nhãn. Còn huệ nhãn là ổng ghép được cái điện từ âm dương không màu sắc, nhìn trong trái đất này và trong tam giới này thấy được cõi vô hình, gọi là huệ nhãn. Còn cái pháp nhãn là ổng ghép được cái điện từ âm dương 12 màu sắc vào trong con mắt thịt của ổng á, vị Phật mới làm được cái này thôi. Nhìn được sự sinh diệt từ cái ngày xưa gọi là sát na đó, bây giờ vẫn là từng 1/10 giây cái sinh diệt của nó, từ nguyên tử một cho đến lớn lao, từ cây cỏ qua lá con người cho đến là trái đất và cả một cái tam giới. Mà cả ổng nhìn thấy được là trong cái càn khôn vũ trụ này nó sinh diệt, những tam giới nó sinh diệt và những hành tinh nó sinh diệt, giống như mình ở đây chết hàng ngày vậy đó. Đó là rồi pháp nhãn. Còn có mắt sau cùng là Phật nhãn, cũng từ con mắt thịt này mà ổng ghép được cái điện từ quang. Vì thế mà cái điện từ quang này nhìn khắp trong càn khôn vũ trụ, biết hết được cái này gọi là Phật nhãn. Mà cái này phải là một vị Phật mới làm được. Còn chúng ta đây thì nếu mà người nào giỏi đó, cao lắm mà tu có tha tâm thông là nhìn được thấy có cô hồn thôi, chứ chưa được thiên nhãn đâu. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học á, nó tạo được thiên nhãn rồi. Biết gì không? Viễn vọng kính á, nó ghép, nó nhìn muốn thấy bao nhiêu hành tinh nó nhìn thấy được. Đó là gọi là thiên nhãn, nhưng mà một khía cạnh nhỏ của Đức Phật thôi. Nhà khoa học nó đã chế tạo được thiên nhãn. Đó, mình phải hiểu. Vì thế mà cái Đạo Phật Thiền Tông này phải đợi khi loại người văn minh đưa chứng minh ra thì một cái pháp môn Thiền Tông nó mới phổ biến và công bố ra được. Đó là bác trả lời cho con là ngũ nhãn của một vị Phật. Nên nhớ là ngũ nhãn như Phật nha, chứ không phải ngũ nhãn như phàm phu của mình. Mình chỉ có nhục nhãn thôi, đừng có mơ mà tu tới thiên nhãn mà coi chừng nó xuống, nó đi hồi nào cũng hay đó. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con cảm ơn bác, con xin hết ạ.